Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây. Đông đảo người dân tham gia ngày hội hiến máu cứu người. Mưa lũ làm 5 người chết, 2 nhà máy điện bị vùi lấp tại Hà Giang. Vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc bay vào không gian. Thông tin mới về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Thuận. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai cần phấn đấu đến tháng 10 năm nay cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành 1.800 hectare đất sạch phục vụ thi công, làm tốt công tác bồi thường hỗ trợ. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại chuyến thị sát tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án trọng điểm về đầu tư công của cả nước diễn ra vào sáng nay. Thủ tướng đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có diện tích 282,35 ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với hơn 5.000 lô đất để giao cho các hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra còn có quỹ đất để giao cho 3 cơ sở tôn giáo. Tỉnh Đồng Nai cho biết đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực xây dựng 2 khu tái định cư 364,21 ha. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ưu tiên có diện tích 1.810 ha để triển khai thi công các công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án trong năm 2020. Tỉnh cam kết sẽ bàn giao phần diện tích còn lại trong năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sân bay là động lực, vì vậy cần tận dụng động lực này để phát triển các vùng khác. Số vốn 23.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng của dự án là rất lớn, cần có biện pháp quyết liệt cho công tác này, cần xử lý dứt điểm vấn đề mặt bằng. Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần hỗ trợ Đồng Nai trong triển khai xây dựng thành công sân bay Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia, phải khởi động trong năm nay. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ năm 2020 với chủ đề Giọt hồng thành phố mang tên Bác. Chương trình dự kiến sẽ tiếp nhận 1.000 đơn vị máu góp phần cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố. Với mong muốn một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, nhiều người dân đã đến tham gia hiến máu nhiệt tình. Có những người đã ít nhất 2 lần hiến máu từ đầu năm đến nay. Đến với chương trình hiến máu ngày hôm nay thì mình cảm thấy đây thực sự là một chương trình có ý nghĩa và có thể giúp ích được cho xã hội. Cái cảm giác đầu tiên là khá là hồi hộp khi mà mới vào đăng ký. Cảm thấy là rất là khá là vui khi mà hiến máu để mà có thể mà giúp đỡ những cái người mà không may gặp tai nạn này kia. Ngày hội thu hút đông đảo các bạn tình nguyện viên tham gia. Đặc biệt, ngày hội hiến máu có diễn ra buổi giao lưu với người hiến máu tiêu biểu, người có nhóm máu hiếm và bệnh nhân tan máu bẩm sinh. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là phát triển mạnh nhất cả nước. Số lượng máu tiếp nhận và cung cấp chiếm 1/4 số lượng máu của cả nước. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, rạng sáng nay ngày 21 tháng 7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa rất to kéo dài, gây nhiều thiệt hại. Tại tỉnh Hà Giang, mưa lũ đã có 5 người chết và 2 người bị thương, 2 nhà máy thủy điện bị vùi lấp. Mưa to kéo dài khiến nhiều khu vực trũng thấp không kịp thoát nước, gây ngập sâu đến 1 mét. Nhà máy thủy điện Thái An ở huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang bị tê liệt hoàn toàn, phải ngừng hoạt động. Rất nhiều ô tô và tài sản của người dân bị nhấn chìm trong biển nước. Theo thống kê tại huyện Vị Xuyên, huyện Hoàng Su Phi và thành phố Hà Giang đã có 57 nhà bị sạt lở, 524 nhà bị ngập lụt. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho biết, trong ngày 21 và 22, phía vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan có liên quan và người dân. Khoảng 18 giờ tối qua, mưa lớn kèm lốc xoáy đã kéo ngã nhiều cột điện và tốc nhiều mái nhà, gãy đổ cây xanh, làm tắc nghẽn giao thông nhiều tuyến đường ở phường Bảo Vinh thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. May mắn là không có người bị thương. Tại tuyến đường liên huyện phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đi qua địa bàn huyện Xuân Lộc thuộc khu phố Truộng Hời, phường Bảo Vinh, với cơn mưa lốc xoáy đã thổi mái tôn của người dân dính vào đường dây điện khiến hai cột liền kề gãy đổ ra đường, làm tắc nghẽn giao thông và gây mất điện ở diện rộng. Từ hồi đó giờ mới thấy là gió nó mạnh tới cái vậy, xoáy lốc nhầm nguyên cái khu vực đây, dưới nhà một chút cũng gãy một cây điện, rồi xuống chiêu dưới kia một chút xíu gãy thêm một cây nữa. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thành phố Long Khánh đã có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý khắc phục cột điện gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này. Đến khoảng 1 giờ sáng nay, điện lực Long Khánh đã khắc phục xong sự cố, đảm bảo nguồn điện để người dân sinh hoạt bình thường.
Thưa quý vị, cây sầu riêng là loại cây đã gắn bó hàng chục năm với người nông dân Bến Tre, đem lại sự thay đổi về kinh tế cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, trong đợt hạn mặn vừa qua, cây sầu riêng ở Bến Tre bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nhiều vườn cây bị chết hoàn toàn. Vì vậy, mặc dù đã bước vào mùa mưa, nhưng nhiều nhà vườn ở Bến Tre vẫn tiếp tục đốn bỏ sầu riêng để trồng lứa sầu riêng mới hoặc chuyển sang trồng giống cây khác. Xót xa khi phải đốn hạ vườn sầu riêng 7 năm tuổi đang cho thu hoạch, gia đình bà Cao Thị Hồng Diêu lại tiếp tục trồng lứa sầu riêng mới, dù hạn mặn lại có thể tiếp tục xảy ra. Nó sợ, có nhiều người ta sợ, người ta đâu dám trồng, mà tại người ta đất nhiều, miếng trồng sầu riêng, miếng trồng khác. Còn mình ít thì mình liều mạng trồng đại lại, chứ giờ không trồng thì thu nhập, bác với thu nhập đâu có nhiều. Vườn sầu riêng của ông Trần Văn Bia đã gần 20 năm tuổi, cũng phải chặt bỏ. Ông tính cải tạo lại vườn để chuyển sang trồng cây khác, chịu được mặn. Cái bưởi, nhãn rồi chịu mặn được. Còn sầu riêng thôi rồi, sầu riêng với dâm chôm thôi. Thì bà con đang rất là lo cái nguồn nước ngọt rất là khó khăn. Tại vì bây giờ bà con đang hơn dân, cái tình hình xâm nhập mặn ngày càng ngày nó càng kéo dài vậy thì không biết là có nên trồng lại cây sầu riêng và cây chôm hay không. Trong bối cảnh hiện nay, trồng cây gì vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa thích ứng biến đổi khí hậu là điều mà tỉnh Bến Tre cần sớm có hướng dẫn cụ thể. Chiều nay 21 tháng 7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân tiến hành tiêu hủy 9 con heo giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Đặc biệt thì trong đó có một con đã chết, nghi nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi. Trước đó, vào ngày 16 tháng 7, có một nhóm người cung cấp heo sống cho người dân với giá 2,6 triệu đồng một con. Tuy nhiên, sau khi người dân mua heo về nuôi được vài hôm, thì heo chết đột ngột, không rõ nguyên nhân. Sau khi ngành thú y vào cuộc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thì hầu hết heo chết đều bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng liên ngành tỉnh Bạc Liêu tiến hành mật phục kiểm tra bắt quả tang chiếc xe tải do tài xế Lâm Văn Khải, 32 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, khi đang chở 9 con heo sống qua địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để bán cho người dân. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ số heo này và chuyển đến khu vực cách ly để theo dõi trong 15 ngày để xử lý các bước tiếp theo. Tuy nhiên, sau gần một tuần nuôi nhốt tại đây thì có một con heo bị chết nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi. Sau khi tiến hành lập biên bản hiện trạng heo chết, cán bộ thú y trạm cùng các bên có liên quan đã tiến hành xử lý bằng cách chôn lấp toàn bộ 9 con heo nói trên. Công an Đà Nẵng điều tra làm rõ vụ 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Phát hiện người đàn ông tử vong trong mỏ đá. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang khẩn trương xác minh vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm giữa xe khách 16 chỗ với ô tô tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khiến 8 người trên xe khách tử vong và 7 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay, khi xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01087 chạy hướng Phan Thiết, Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 79N0315 đi theo hướng ngược lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu, bởi địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường hẹp cấm vượt. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xác minh xem có phải phụ xe Lê Thanh Trúc là người cầm lái chiếc xe khách lúc xe xảy ra tai nạn hay không. Ông Trúc đã thiệt mạng, trong khi lái xe Nguyễn Thanh Tiệp bị chấn thương nặng đang được điều trị. Trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Sáng nay trên quốc lộ 50 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ. Khoảng 9 giờ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy trên quốc lộ 50 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi đến đoạn qua chợ Phong Phú thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều bên trái. Cú va chạm làm người đàn ông ngã xuống đường, bị xe container kéo lê đi khoảng 10 mét. Hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe container. Chiếc xe máy nằm cách đó hơn 10 mét. Ảnh hưởng tai nạn làm giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trưa nay một tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xe container húc vào đuôi một xe container khác khiến tài xế này phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Hùng Dũng sinh năm 1964 điều khiển xe container chở gỗ chạy trên xa lộ Hà Nội hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố. Khi đang lên dốc thì tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước, làm xe này lao về trước tông tiếp vào một xe container khác, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.
Vụ việc khiến tài xế Dũng bị thương ở ngực phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, các xe container bị hư hỏng chắn ngang đường làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức đã đến xử lý hiện trường, di rời phương tiện. Tối qua ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã xác nhận lực lượng chức năng của quận đã phát hiện và cách ly một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại một khách sạn trên địa bàn. Nhóm 24 người Trung Quốc này đã được Công an quận Sơn Trà phát hiện vào ngày 18 tháng 7 khi kiểm tra hành chính đột xuất một khách sạn trên địa bàn. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã đưa họ vào cách ly tại một khách sạn trên đường Louis Bay, quận Sơn Trà. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, 24 người Trung Quốc này đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện tất cả những người này đều có sức khỏe ổn định. Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã kiểm tra y tế và theo dõi các yếu tố dịch tễ theo đúng quy định cách ly 14 ngày. Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về tội giết người. Đó là Bùi Tấn Quang, 38 tuổi và Nguyễn Tất Linh, 39 tuổi, cùng trú huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 7 năm 2020, nhà bà Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị cháy. Vụ việc làm 3 người gồm bà Diễm, con gái Nguyễn Thị Thu Hà và cháu ngoại Lê Trâm Anh bị thương, cùng nhiều tài sản trong nhà bị hư hại. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do Bùi Tấn Quang và bà Diễm có mâu thuẫn nên Quang đã rủ Nguyễn Tất Linh đi đốt nhà bà Diễm. Sau khi thực hiện hành vi trên, hai đối tượng bỏ trốn. Ngày 14 tháng 7, lực lượng điều tra công an tỉnh An Giang đã bắt được Bùi Tấn Quang khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Tất Linh tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cũng trong hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tử vong bất thường. Nạn nhân là bảo vệ của một mỏ đá tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, trong lúc kiểm tra xung quanh mỏ đá thuộc địa bàn ấp 4 xã Tiến Hưng, ông Lý Đinh Sương, 55 tuổi, phát hiện ông Trần Văn Thắng, 46 tuổi, nằm bất động trên võng. Thấy có dấu hiệu bất thường, ông Sương lại gần kiểm tra thì phát hiện ông Thắng đã tử vong từ lúc nào không biết. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên Công an xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng vào lúc 6 giờ 30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin luôn được cập nhật. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui. Xin kính chào, tạm biệt.